đi Đồ điện sao? từ 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 để coi. Ù, nhà đây đẹp ghê bạn ơi. Sao nó có Trời hoa hồng vậy? ơi, nhà đẹp ghê mày. Búp Trình, bông mày ơi, búp bông đi. đừng 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 Kinh đừng nghiệm sinh tồn của nó khác mày hiểu không? Trời, nhà này mới là ngầu rồi, nhà này làm gì vậy? Nó nhà này xây đang đang suy nghĩ cái gì đó nè. nhà thằng này nó xây nguyên cái khu tính nó tính làm gì vậy mà tính chăn cừu con lợn này hả? Ở gì tôi Từ đã để chút thấy nha, nhà này mình nước vô nữa chứ trời, buồn vậy nhà nhân tạo à vậy. đây. Rồi Sao xong, thử rồi ủa không có deposit ta, nhà nhân bị gì nhân nước vô nước ở chỗ này nè, giờ thử đập chỗ này, đập đi thử đập đi ải rồi nè, che đi. à đây rồi, tụi bay có thể deposit vô được, khỏi còn tao. À không, chỉ có những người làm chủ mới được deposit thôi. Tu thằng này định, xây nhà kính mày ơi, đẹp Ừ. quá Nhà đẹp ta, thôi chết cha rồi. hả? Nó xúc Đừng có vật đập cho nhà mày. nó. Tao lộn, lỡ tay, lắc 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 chung chung ơi, lắc chung ơi, chung ơi, lắc lắc chung chung, lắc 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 chọn giường tao mà mày ơi. Đang Thao tên gì anh em? Thao tên tên gì? chọn giường tao mà mày ơi. Thao tên gì? Hay lấy luôn cái tên channel kia đi. Tìm chạy Không, vậy? lấy tên viết tắt của nguyên đám GKZT. Chuka GKZT hả? Được không? GKZT hay sao? Đợi cái tên đi. Mà nhưng mà sắp xếp thôi nhìn cho hợp lý một chút. Chi cái tên đẹp đẹp nhất rồi đó. Chứ cái tên là hợp nhất đó thì chi nằm ngoài mà chi KZT. Ơi, tôi đặt mấy cái nút xung quanh cánh cửa, tụi bay ấn nút cũng được mà tụi bay mở cửa cũng được nha. Hay là Ngu TZ ta? ngu lắm luôn, có chung thì có chung, mấy cửa đến nơi bị méo méo rồi, ở chung mấy cửa Đâu méo đi méo rồi, giờ luôn. tôi nghỉ rồi nè, giờ đặt cái bảng ở đây đó, Đâu đặt ở tên trên gì, cái cao tao đó là tên gì, chi ca z t cái gì, đúng không? Chi ca z t đọc tiếp từng chữ rồi, chay chị ca z chay t đây. biến cụ ở ngoài tao làm cho, Ủa đưa 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 bảng ra mày, đập nó. cái bảng không có một xuyên xong rồi nè đó, thấy không? Ui đẹp lắm anh, hãy anh nhìn anh Ơi mà để nó giữa tách enter xuống 2 lần. Nè nhìn thử đi. Từ Tao sốc đầu á. thêm vào Enter vô xuống thao 2 cái lần. đã. Đặt chữ bự lên mày bị gì vậy? Nó vậy mà mắt cỡ là thằng ngu, mày có bị khùng không? Đi cây dép tê để tao. Rồi nở rồi Ủa mời vô thao mời sao ta? đó. Ôi ê mà. Rồi được rồi nè. Tao xếp này nè. Ủa xanh Như tờ để anh coi đúng mời rồi vô nè, thao mà trả làm sao coi anh đúng rồi mới nè, mở rộng ra được. trả tao coi, đúng trả rồi tao coi, trả tao. trả rồi đứng trên trên kia kìa, mày khùng, mày mù mà, mày đố mắt còn mù nữa. Pilot online Thằng kia mày lụm của Ok tao. Từ sẹt thao clam đây là nhà của anh Trung TKN rồi bạn ơi, Trung thế giới, Trung vô à cùng. rồi Anh ấy là một cái đường của anh ấy là có nguyên một cái hả như thế này các bạn, có một cái nguyên một cái khu. Ôi mày ơi, mày sẽ sao mà nhà của anh Trung vô thành khu đất hoang rồi. từ từ chưa chưa xong chưa xong chưa xong chưa nạp tiền, phải nạp tiền vô đây đã. Nè vô nhà tao vẫn là Tao khu hết nhà tiền rồi, tao tao mà, mở thao hết tiền luôn rồi, mở không được tao, mở không được, tao mở thao xong hết tiền luôn. mời mời vô thao mày ơi. Ủa sao tao hết xây nhà được rồi? Tại vì từ từ mày từ đang từ có từ để việc tao này, mời vô thao. mày đang trong thao của Thanh mà, đợi tí. Thao set Ôi là... bo nè, như thao set đi bo hay sao á. đi rồi để tao Super đi về, đi về cái map chính đã. Để map chính tao coi lại cái mã. cái Still warp, still have thằng mấy kia mày chủ. mới đụng như cái gì đó. Đụng cái gương mày mà tao không lấy đồ cho mày, tao không lấy gì hết. Ủa sao bên này, chỗ này vẫn là khu đất hoang ta? Tao không lấy gì hết AT nha. at cây Tao không lấy XD. phải lấy bất cứ thứ gì nha thằng khùng. Rồi chết á, không lấy gì hết nha. Đó, mời cái đi vô thao nè. Xong rồi mời. Và accept ta, accept hả? Ừ. Không, nó cần accept đâu, không cần accept đâu á. Phải phải ăn xếp hả? Không cần accept, không cần accept, không cần accept. Không cần, Cần không cần. Rồi. accept, Không cần, invite kìa. không cần, không cần, Cuối invite cùng tuyệt là dây vời. gen. Không cần accept. Đó, dây gen này À, nha. invite này nè. Không cần accept. Và Rồi, tụi xong. bay ghi là sẹt tê deposit. Sẹt À... tê
deposit bao nhiêu? Ví dụ như deposit tầm 100 đô đi. Đó cái vậy á. Tao đang có 151 đô, tao deposit hết luôn nha. 100 có nhiêu. À tao 151 rồi đó. Vô băng rồi, 151 rồi đó. Rồi, ta đúng không? Ừ. Deposit. Được không? Deposit được không? Deposit rồi, được rồi, được rồi, được rồi, đó. Deposit để mở ấy nè. Rồi tao tắt BBB trong thao, người ta vô không quýnh lộn mình được. Hãy chà, gương của thằng này nhiều đồ quá ta. Tao cầm cái kiếm ngay nhà mày đó thôi. Bình tĩnh nha, không ai làm gì hết nhau nha. Mày tao cứng cát. Chỗ này mày làm cái thang đúng không? Cho mày ngu quá chung, đây chỉ cho. Tao biết làm thang đâu. Ê, chỉ cho nè. Ủa sao nhà... Tao đi đào cát á. Nhà nít một phần vẫn là khu đất hoang nè. Chưa, anh chưa mở, anh chưa claim ra. Mày có dư gỗ bạch dương không? Làm nhà làm cái hào hoang mày cho. Nè, bạch dương còn không? Nè. Tao qua nè. Làm cái hương cái này. Ừ, đang bơi qua đợi tí. Đấy, clam sạch luôn. Tụi bay mở rộng nhà nhớ nói nha, tao clam nha. Nè. Rồi nè, rồi xíu. Đi ra. Né ra. Đó tao bỏ rồi. Trời ơi, chỗ này nước nhiễu đi, chán vậy trời. Rồi đó mày, được rồi đó. Không rồi đó. Cái này cát phải không vậy? Cục thang này vẫn còn ở đây hả? Chị đợi xíu. Má ơi, bây giờ tao phải đi làm nhà cho thằng này đúng không bay? Tao công nhân quá đó. Không mà nhà. Nhà anh em mình dưới đất á, nhìn không, lấy nói nhìn nhà công nhân á, mà nhân đẩy lên trên cao á, nhìn nhà nhân không có tù. Chỗ em biết xây cái nhà nào rồi, nhưng mà để mai đi. Nhà anh tù ZT. Nhà anh không bẫy lên nhìn nó tù lắm. Chỗ nhất mà chỗ nó thì tù. Nhưng mà chỗ nhà em nó có hướng lên chỗ không chỗ nhà sông này thì đẹp. Thang ở đâu vậy? Đi đào. Thang đi đào. Rồi đó, xong rồi đó, thao rồi đó. Đẹp rồi đó. Tao đi về thao ra đây. Thao đi vô nhà hả rồi. Ui. Ê, chung mày mở rồi hú dữ vậy. Những con thao nè mày, mấy người quay những con thao nè. Thông tin thao nè. He, được nha. Đúng rồi. Thao giờ không thằng nào phá nhà mình được nữa đâu. Ok. Hay đó. Nên giờ nhà mình bất tử. Ủa mày mở rộng nhà tao đến đâu vậy Thanh, với coi cho biết Thanh. Đây mày đi ra chỗ trên đây nè. Mày gì thấy vậy? Mà nó hiện đất hoang này là mày không được quyền xây nha. JKZT Happy Thao. Đó, nè tao xây. Tao thao tới đây là chung. Đằng sau này nè, tao thao tới ngay chỗ này nè. Lấy cái đú đi, đặt đú ra cho nó biết. Chỗ này nè. Chết cha. Đú ra cho nó biết này. Thanh. Ủa, sao tao có hố này vậy? Để bây giờ tao dùng cục đá tao đặt làm móc. À rồi ok. Ủa mình tính xây nhà bự tao với chung. Ừ? Tính nhà bự đâu vậy? Tao không biết đang xây cái gì nữa, tao thấy đẹp thôi. Ờ nhưng mà nói chung mình có tiền mình cứ nói cộng mình được đúng không? Ý, nhà này đẹp quá à. Trời muốn phá cái kính nó ghê mày ơi. Ấy lượm hoa hồng ở đâu vậy? Thanh lượm hoa hồng ở đâu vậy? Lượm tít ở dưới kia là con xe quáp á. Sao hoa hồng mày bự vậy Thanh? Ê mà nó xây nhà vậy người ta vô người ta coi hết là sao? Gì đâu, phá được đâu mà. Đâu phá được đâu, chỉ mình phá được thôi. Có nghĩa là nó chỉ cắm được thôi mày hiểu không? Chứ nó không làm gì được hết á. Mày hiểu không? Nó vậy nhắm bây giờ. Anh Trung nhưng mà bây giờ anh Trung đập xuống cái nhà mình thì được. Đập xuống thì được, thì mình người khác làm được. Ý của thằng Thanh là vậy á, chỉ muốn người này đi ngắm thôi. Để nó không phá được nhà mình. Tao nghĩ là tao sẽ chỉnh lại xíu mày, chỉnh chỉnh lại cái chỗ cái này nhìn nó hơi kỳ đó sao. Chỗ này tao clam bự lắm. Thao nhiều người được clam bự. Thằng nhân sao vậy, nó không nhìn kỹ nè. Để chỉnh lại lại. Cái nào? Cái này nè. Nhưng nhìn không kỹ nè. Nó bị méo á. Nhìn khó chịu chúng gì á. 1, 2 rồi đúng à. Ủa bây giờ tao chơi nè, bị méo nè cha. Không, thế, có tình là vậy hả? Có tình là làm gì cha nội. Mày tìm lại hoa hồng nhỏ nhỏ là cho cửa một bên thôi. Vậy hoa hồng ở đây cho nè. Chị cha. Đâu cho. Nhưng làm méo méo nhìn khó đặt chịu. Đặt đâu giờ đây? Đây rương. Đó. Méo. Thì làm đấy thì xây đấy. Rồi lắp lại mấy cái cầu thang phía trên nữa. Đó, không làm mấy đẹp hả? Đẹp hẳn luôn phải không?
Rồi làm thêm cái màu thang, cầu thang cho đây nữa xong. Thôi trước cửa là khỏi khỏi phía viền nha. Trước cửa khỏi phía viền là anh em tự biết nha. Trước cửa đi ra chứ tưởng kia đầu qua khu thứ hai. Ủa nhưng còn thang không nhấn? Đó rồi. Chết tôi rồi. Không như con nhưng còn kia, menu cái là. Lụm cái lụm cái lụm cái. Dạ. Làm được bốn cái thang nữa nè. Ủa anh em mình lại lên thôn lớn anh em ơi. Lên thôn lớn. Lắp 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 này nè. Sao đâu mày biết vậy, sao không thấy? Nè nhấn, mày này nhấn. Rồi được rồi. Mày đi từ ngoài mày chạy vô là mày thấy ZKTZ thôn lớn. Cái này nè, ZT chứ nè. Qua chỗ qua. Đâu? Cái này cái được. Ủa ZKT tao xích 3 là sao? Ừ. Nhìn lộn thằng mấy chứ trời. Ủa tao được vô chưa vậy? Từ phải, từ nha. À đây. Được vô rồi. Ủa vậy sao tao nó huyện cái gì cái tao vậy? Ôi trời ơi, thằng nào sai cái này vậy? Đập cái này, đập cái này. Hồi cho nhân sai thì chả hiểu gì đó, nhà nhân thì chả hiểu gì đó. Thằng két đi sai á. Nhưng nhân nó sai cái nhìn chả hiểu gì. Nó sai cái này thôi. Tại cái kiến trúc sư cao không à. Tại gì? Tại gì? Trung World Class K Not Allowed. Ông nội hả thiệt chứ. Thằng này gì đây? MCF rắc đồ Jason, Jason welcome SD. Tàn mấy người Việt mà đọc nói tiếng Anh. Tàn mấy thằng cô hồn xúc vật kêu tao welcome vô nhà người ta mà không nào cho tao vô nhà. Này này này, có để bản tên không? Không. Không để hả? Chưa để. Nhà này đẹp á. Hồi này cũng nhiều phết á. Hay có ngủ á, đêm này ngủ phê hết à. Tiện tối tối hay ngủ bên ngồi này. Tao hết kính rồi, tao thiếu kính rồi. Bây giờ tao mới cảm giác là nhà tao nè, qua nhà tao lấy này chung. Nhìn nhiều lắm. Luôn, tao không hiểu tại sao tao như vậy luôn á. Còn dư 11 cái. Có sợ khác bọt đó đi. Nè, trong hai cái lò nung á. Giờ muốn. Ủa thiệt chứ. Tự nhiên giờ tự nhiên làm xây lại cái nhà cái nó đều nhìn khó chịu thiệt. À, để vậy được rồi á. Tự nhiên đi ngang qua nhà Huy nhìn giống như đạp trên đầu á bây. Cũng mà đó đạp đầu tao á con. Coi chừng tao. Nè, giờ chơi lại nè, đạp đồng nhân nè, ông đạp đồng thằng Thanh nè. Thanh đâu? Về. Đạp đồng Thanh nè. À biết ngay đi lên trên. Đạp đồng Thanh. Mày đợi đi con, đêm nữa giờ mày đang ngủ chung thì đạp đầu mày. Ủa chứ còn mấy cái nhà phát, mấy cái đèn phát sáng mình tìm ở đâu vậy? Ê, thằng Trung không đặt cái này được, mày ngu quá Trung, chỉ vậy nè. Ngu thì có Trung. Cái gì? Mày nên đặt cái kính này nó cao cao hơn xíu nữa. Cái gì vậy? Không, tôi cố tình vậy mà. Cho phẳng dưới đất á. Lại cố tình vậy nữa, lại thằng này cố vậy tình. Cố tình. Hiểu không? Để cho cái nhà kính đó nó đổi lên á. Nhiều thằng nó cố tình quá mày.